I would like to thank Community and Dr. Phan Thanh Hải, Director of Ecosystem of Baby Center, to organize this permanently stand here to talk with you. I realize foreign attending. I will speak in that name and Dr. Minh will be able to deliver you. Thank you. Tôi sẽ trình bày cái cách lấy mẫu trong cái nhân của một cái nhân giác và giải thích cái kết quả. Thì các phương pháp sinh thiết thì trước tiên trong kinh điển thì người ta sinh thiết mở để lấy toàn bộ cái khối u của cái phần cái khối u ra để xét nghiệm vô học vô bệnh học. Cái thứ hai là Valdes, tức là sinh thiết lõi. Sinh thiết lõi là chỉ lấy một phần của cái khối u thôi và cũng xét nghiệm vô bệnh học. Và cái thứ ba đó là sinh thiết kim. Sinh thiết kim thì người ta chỉ dùng cái kim nhỏ thôi để lấy một phần tiến ra tế bào khối u, và cái dùng phương pháp này là người ta sẽ xét nghiệm cái bộ học, không có xét nghiệm mô. Thì sinh thiết là một cái phương pháp kinh điển để lấy mẫu xét nghiệm của mô, và cái loại phương pháp này thì nó cũng có những thuận lợi và có những bất lợi của nó. So sánh giữa phương pháp sinh thiết và SNA thì nếu mà sinh thiết thì người ta sẽ còn cái là khi cô đã sẽ cần có phương pháp vô cảm và phải chờ cái kết quả xét nghiệm vô bệnh học ít nhất là 3 ngày, ít nhất là 1 ngày và có thể dài hơn. Rồi sau đó bệnh nhân phải có thời gian ít nhất là 1 tuần lễ để tập lấy mẫu và có thể gây chảy máu. Rồi đôi khi dùng phương pháp này cũng không lấy được vũ mô, chỉ lấy được một phần của vỏ bao thôi. Còn cái SNA thì không cần game, không cần vô cảm, không cần ghi tên. Cái kết quả thì mình sẽ nhận được trong vòng 30 phút và cũng không cần thời gian để làm vết mổ. Tuy nhiên có thể gây cái chảy máu tại chỗ nhưng mà không đáng kể. Thì đây là một cái phương pháp đối với tuyến giáp, thì cái SNA là một cái phương pháp chẩn đoán đúng và chính xác, được dùng thường xuyên để đánh giá cái nhân giáp. Thì cái nhân giáp nó có ở nó chiếm 4-7% ở người lớn ở Bắc Mỹ, và cái mức độ nó gia tăng hàng năm đó là 0.1%. Thì hiện nay ở Mỹ có gần 300.000 bệnh nhân có nhân giáp mới phát hiện, và trong đó 96% các nhà người khuyết tật được hiện cái nhân giáp tương tác cái bên này để chẩn đoán. Cái phương pháp này thực ra đó là nó không phải là mới có gần đây, mà nó đã có từ năm 1930 và lúc đó là người ta dùng gen tới gen số 18. Tới năm 1960 thì các nhà nghiên cứu ở Scandinavia giới thiệu một cái phương pháp sinh thiết bằng kim nhỏ ở tuyến giáp. Đến năm 80 thì nó đã lan rộng ở khắp vùng Bắc Mỹ, và ngày nay thì đó là một cái phương pháp được chẩn đoán đầu tiên dành cho các nhân giáp. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì phương pháp này được thực hiện đầu tiên được vào năm 1994 cho một nhóm bác sĩ dạy của bệnh viện Mỹ đi qua dạy ở bệnh viện Trung ương. Thì trong cái phương pháp này người ta dùng cái kim nhỏ là từ 22-27, và theo kinh nghiệm của chúng tôi đó thì tốt nhất là kim số 25. Số 23 thì chúng tôi cũng rất thích dùng, bởi vì so với kim 23 và 25 đó, thì kim 23 nó sẽ làm cho bệnh nhân đau nhiều hơn và chảy máu nhiều hơn cái kim số 25.
Thì FNA là Self An Toàn, viết tắt của 4 chữ là Single Accuracy Fast và Equality. Simple là vì sao? Đơn giản là vì sao? Vì chúng ta chỉ cần một cái bút chích 10cc thôi, một cái kim từ 23 đến 25 thôi. Rồi một cái holder. Cái holder này rất là quan trọng. Quan trọng bởi vì nó là một công cụ giúp cho mình kiểm soát được cái kim đi vào kiểm soát được cái độ sâu của kim. Khi mà kim đã đưa vào đúng vào cái độ sâu mình mong muốn rồi thì nó sẽ giữ mình và nó giúp mình kéo được cái đít tông lên. Như vậy thì tôi hỏi nếu các bạn hỏi không có cái holder này có được không? Được, nhưng mà nó sẽ khó khăn cho mình. Và vô tình khi lúc mình kéo cái tông lên đó, thì nó sẽ ấn kim vào sâu trong hơn. Thứ ba, cái thứ tư là cái slide và cái thứ năm là cái phút nhuộm. Accuracy, chính xác là vì sao? Khi nào nếu lấy đúng và được cố định và dùng tốt, nhanh chóng thì có thể thực hiện được ở phần cao. Thời gian thực hiện chỉ 5 phút thôi và để có kết quả thì không còn 30 phút. Và kinh tế bởi vì nó không có rẻ tiền rồi thì nó không có cần trang thiết bị gì nhiều. Chỉ định của phương pháp này như thế nào? Đối với cái FNA sờ thấy được thì chúng ta sẽ làm hồ, tức là không cần cái hướng dẫn của siêu âm. Còn nếu như cái nhân giác mà không sờ thấy được thì phải thực hiện dưới siêu âm, dưới hướng dẫn của siêu âm. Chống chỉ định có không? Có. Chống chỉ định tạm thời là nếu mà chúng ta làm cách ở đây hết bên đây lên tiếng giác mà bệnh nhân ho không kiểm soát được thì sẽ không làm, để cho bệnh nhân điều trị hết ho thì bởi vì khi ho thì cái động tác ho của bệnh nhân nó sẽ làm cho cái đầu kim nó làm xé rách cái mô xung quanh và nó gây chảy máu. Cái chỉ định tiếp theo là sẽ không thực hiện FNA đối với những bệnh nhân có u thể cảnh. Thì các bạn biết cái u thể cảnh đụng vào thì nó sẽ tiết ra cái catecholamine và nó có thể gây cho bệnh nhân đương kim ngưng thở. Cái thứ hai cũng rất là quan trọng là bệnh nhân có dùng thuốc kháng đông. Thì cái này ít khi mình đợi để ý, còn bệnh nhân đáng lẽ bệnh nhân có dùng thuốc kháng đông phải thông báo cho bác sĩ và bệnh nhân cũng quên. Thì tôi nhớ có một lần cũng cách đây khá lâu ở một bệnh viện, sau khi bác sĩ thực hiện tiếp ngay rồi thì bệnh nhân chảy máu cầm máu tại chỗ không được và cuối cùng là phải đưa vào phòng mổ để cầm máu cho đó. Thì sau đó mới hỏi ra thì bệnh nhân có đang điều trị thuốc kháng đông mà quên thông báo cho bác sĩ. Cái chống chỉ định thứ ba là nghi ngờ nếu như cái này thì không gặp ở là phía khác, gặp ở đây khác. Do đó nếu như cái cú máu mà mình chọc vào nó thì sẽ không cầm máu được. Cái thứ năm là nghi ngờ có cái nang sang. Và cái chót nữa là nếu bệnh nhân quá lo lắng hoặc là không hợp tác thì mình cũng không nên thực hiện. Bệnh nhân không hợp tác gặp trong những trường hợp bệnh nhân bị tâm thần thì không nên làm, hoặc là để em nó quá kích động dỗ nó không được thì cũng không nên làm. Bệnh nhân quá lo lắng quá sợ hãi thì cũng phải trấn an bệnh nhân, khi nào bệnh nhân rất sợ thì mình phải thực hiện cái này. Giờ biết chứ có không? Có, rất là ít. Thì FNA người ta đã nói là an toàn rồi thì biết chứ nó rất là ít. Còn nếu có thì nó cũng không quá trầm trọng. Thường á, cái kim đưa vào thì nó sẽ gây đau nhẹ hơn. Và cái này mình sẽ trấn an bệnh nhân, và cái đau này bệnh nhân chịu được nổi, chứ không phải là quá đau để không chịu được. Có thể có cái cuốn máu ở tại chỗ. Và do đó, nhấn mạnh lại lần nữa, nếu mà bệnh nhân có dùng thuốc kháng đông thì không nên thực hiện cái này. Còn cái chuyện nó có gieo nắp trên đường
trên đường kim đi hay không, thì tôi nghĩ cái chuyện này nó xảy ra, nhưng mà đi mang cũng không có nghi ngờ cái chuyện này. Người ta nghĩ vậy thôi, đi chọc đầu một cái giáp kéo chân ra thì nó có treo đắp trên đường kim đi hay không. Thì theo tôi thì khó có xảy ra chuyện. Bây giờ cái những cái thuận lợi của phương pháp FNA là gì? Thứ nhất là sàng lọc bệnh nhân đặc biệt. Bệnh nhân đến phòng khám, dẫn ra có chỉ định mổ thì mới cho nhập viện để mổ. Chứ không phải như trước kia có một cái nhân, một cái hướng giáp vô làm bệnh viện bây giờ thực để rồi mới được mổ. Cái thứ hai là thuận lợi thứ hai là sớm chọn lựa được cái phương pháp thích hợp cho bệnh nhân, do đó sẽ giảm được số ngày nhập viện của bệnh nhân. Tiếp theo là gia tăng hiệu quả chẩn đoán và điều trị, và cái phương pháp này có thể được thực hiện trong lúc mổ nữa. Và cái quan trọng là sau khi thực hiện phương pháp này thì nó không ảnh hưởng tới những cái kết quả của những cái xét nghiệm khác. Tiếp tục là tiếp theo nữa là phương pháp này sẽ lấy được những tế bào sống, có thể là 10 cái tế bào. Bệnh nhân dễ dàng chấp nhận, và nếu mà thực hiện lần đầu không được có thể thực hiện lại lần thứ hai. Và trên cái vết chọc vào trong vết kim thì không để lại sẹo trên người bệnh nhân. Tóm lại thì nó có cái phương pháp này FNA nó có 7 cái không. Thứ nhất là không đặc biệt, thứ hai là không thể lấy máu, không thể nhiễm than, bệnh nhân phải thuộc tháo như là phải chuẩn bị trị mổ, không gây bệnh nhân quá chịu nhiều, không mất nhiều thời gian, không để lại sẹo, không có biến chứng nặng và không phải chờ thời gian lâu để có kết quả, do đó giảm giảm chi phí. Biến chứng tại chỗ thì chúng ta như có nói rồi là xuất huyết tại chỗ không đáng kể, nhiễm trùng thì rất hiếm. Chưa bao giờ tôi gặp một cái nhiễm trùng mà do độc mặc dù ở những cái xe vú chúng tôi vẫn độc bình thường thì nó cũng không có thể nhiễm trùng cho cái người chồng. Có thể làm bệnh nhân hơi chóng váng một chút xíu. Còn cái điện dây thần kinh mạch thì cũng làm nên, xin lỗi, điện dây thần kinh quật cường thì cũng rất là hiếm và cũng khó xảy ra, và nó có thì chỉ là tạm thời, bởi vì cái sợi dây thần kinh này nó nằm sâu ở cái sau cái chân, khi kia mình đi vào thì nó không có chạm tới. Một cái biến chứng tiếp theo là có thể gây cường giáp nhưng mà chỉ thoáng qua thôi. Rồi nếu như mà chọc cái kim vào trong khí quản thì cái này cũng không đáng ngại, thì chỉ có cái không có hại gì cho bệnh nhân cả. Bởi vì khi người ta làm tracheotomy, người ta đưa cái dao vào để đặt thì nó cũng không sao. Còn bây giờ nếu mà cái kim mình có lỡ vào trong khí quản thì chỉ là xúc phạm trong cái việc tổng nhất thân này thôi, tức là mình không lấy được cái bào, chứ không phải là cái biến chứng. Bây giờ nếu như bệnh nhân xỉu thì phải làm sao? Cái chuyện này thì mình sẽ phòng chống bằng cách nãy giờ tôi nói chỉ có cái biến chứng mà có thể thường gặp, có thể gặp nhất đó, là bệnh nhân sẽ bị mất xỉu trong chậu. Thì cái này mình sẽ phòng chống bằng cách là phải cho bệnh nhân phải ăn no trước khi chậu. Nhưng không để bệnh nhân đói cộng thêm cái sợ nữa thì rất là dễ bị mất. Nhưng mà nếu có mất thì sao? Cơ giản cho bệnh nhân nằm xuống giường nghỉ ngơi một xíu thì hết thôi. Thế bây giờ ai sẽ thực hiện những phương pháp này? Có 3 cái người có thể thực hiện. Thứ nhất là bác sĩ lâm sàng, bác sĩ nội tiết học, thực hiện ở phòng khám hoặc là ở trên khoa, nội khoa. Thứ hai là bác sĩ siêu âm, bác sĩ hình ảnh học, bác sĩ siêu âm. Khi làm siêu âm thấy cái nhân giáp này cần làm cái bên này thì làm luôn. Và người thứ ba là bác sĩ giải phẫu bệnh. Bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ thực hiện cái bên này với điều kiện là cái nhân giáp đó sờ thấy được và phải có cái siêu âm trước đó, trên tay phải cầm cái siêu âm để coi nhân giáp nó nằm ở chỗ nào, có đúng là cái nhân giáp hay không, hay là
một cái ô ở trên cổ, một ô trên cổ thì không phải là viêm giáp, có thể là một cái ô thể cảm bên tay, do đó bao giờ cũng phải có cái siêu âm bên tay và mới dọc. Và cách thức tốt nhất đối với chúng tôi những người tập kết quả là cái người chọc là cái người đọc. Để chi? Khi mà mình chọc vào một cái nhân, một cái nam giáp, mình biết chắc chắn là cái nam giáp hút ra chỉ là những được vào không thì sao đó, nó kết hợp với âm sạc mới được thì mình mới đánh giá được đúng. Tuy nhiên thì cũng vẫn đọc được những cái của người ta chọc nó cũng không. Và muốn kết quả tốt thì cái người chọc á, người chọc và cởi mẫu á phải ghi đầy đủ các dấu chứng, ví dụ như siêu âm thấy dị nam hay là chậm hay cô công hay cô kém hay cô hỗn hợp, để khi bác sĩ thì dạy những tế bào học người ta đọc kết hợp với nó mới ra được cái kết quả đúng. Bây giờ dụng cụ gồm gì? Cái gân thì hình như tôi nói rồi, và tôi khuyên nên thực hiện các bên này với cái gân. Thì những cái lợi ích của cái gân thì lúc nãy tôi đã trình bày. Cái dụng cụ tiếp theo là sẽ có cái slide này là được cái mày có một cái mờ ở một bên, để chi mình sẽ ghi tên của bệnh nhân và quốc trị bên trên đó. Rồi tiếp theo là cái dung dịch cố định là ancol 95 độ đã được có sẵn, để khi mình chọc xong là có thể vào điện. Nếu mà chúng ta chần chừ chọc xong ra rồi mới đi tiếp cái lọ đựng đó thì nó sẽ bị khô. Sau đó là chị gọt tổng thanh con, tổng thanh con không gọt thanh con như thế găng tay và cái giường, phải có cái giường để mình đặt, nếu như bệnh nhân có mất thì cho nằm xuống. Đây là một cái phòng khám bên đây ở nơi chúng tôi làm việc thì có đầy đủ tất cả trên bàn, có cái giường cho bệnh nhân nằm nếu như nếu mình có mất, hoặc là nếu nằm ở tầng làm ở tư thế nằm. Cái tiến trình đó thì cái tuyến giáp, cái mô giáp phải được khám, bác sĩ thực hiện cái khám cẩn thận để xác định cái nơi mình cần chọc và giải thích rõ cho bệnh nhân mình sẽ làm cái gì. Mình sẽ nói cho bệnh nhân là cái phương pháp này thực hiện là không có gây tê, không có gây tê thì nó chỉ mất một vài phút thôi, không có gây biến chứng gì trầm trọng cả, có thể nó đau nhẹ một xíu thôi để cho bệnh nhân người ta yên tâm, chứ không người ta sợ, người ta yên tâm người ta sẽ hợp tác tốt với mình. Đầu tiên đó thì là người bác sĩ người ta sẽ khám bệnh nhân, sau đó hay sẽ cố định cái nơi mình cần chọc vào. Bệnh nhân có thể nằm hoặc ngồi tùy theo cái vị trí. Nếu mà thường làm ở tuyến giáp thì cũng nơi để bệnh nhân ở tư thế ngồi. Còn nếu như nằm thì để nằm ngửa và ở cái vai có kê cái gối nhỏ để cho phần cổ ngửa lên. Và yêu cầu bệnh nhân không được nuốt, không được nói, không được cử động trong lúc đang chọc kim. Cái đầu tiên là người bác sĩ sẽ khám để xác định cái vị trí cần chọc, rồi sẽ sát trùng cái nơi cần chọc. Cái ống chích thì được gắn vào trong cái hông đơn, ống chích 10 được gắn vào cái hông đơn và người thực hiện đó sẽ cầm bên tay phải, cầm bên tay phải. Tay trái, hai ngón tay trái thì sẽ cố định cái tổng thương, cái chân giáp để chọc. Và đưa kim vào, sau khi đưa kim nhẹ nhàng qua da đi vào tới cái nhân giác thì chọc lâu lên thì mình sẽ có cảm giác đi vào đúng cái vị trí tổn thương như thế nào. Sau đó sẽ lấy hơi vào khoảng 5 ml và làm cái động tác kéo tới kéo lui
cái mơ, cái bệnh phẩm nó vào một phần một tí xíu ngay cái đôi tim là được rồi, không cần lấy quá nhiều. Sau khi muốn trước khi rút tim ra thì mình sẽ buông tay ra để cho cái dây nó hết cái bệnh tâm đi, và rút tim ra thì có cái gọn vào liền lấy tim ra, khi nó rút tim ra ngoài rồi thì chúng ta sẽ gỡ tim ra lại lấy lại cái hơi vào trong cái ống hít và đẩy tấm cái bệnh phẩm lên trên cái slide. Cái động tác uống kim này rất là quan trọng ở cái chỗ cái phần bệnh phẩm nó nằm ở trong cái đuôi kim rất là nhiều, cái phần mà xịt ra từ cái đầu kim nó không nhiều bằng bằng cái bệnh phẩm nằm ở trong cái đuôi kim này, thì đây là cái động tác uống kim để lấy tế bào. Sau đó thì hai cái dùng một cái slide nữa áp lên trên, thì lúc nãy cái nó có chuyên trước thì giới thiệu một cái kéo lan giống như là phương pháp kéo máu, nhưng mà được tôi thường là dùng hai cái lan áp sát vào nhau và rút thẳng ra ngoài. Sau đó thì chúng ta sẽ quay úp cái lưng lại để hai cái mặt có bệnh phẩm này ra ngoài và bỏ ngay vào trong bệnh phẩm. Thì nếu mà các bạn trì hoãn cái chuyện này thì nó sẽ làm khô cái lan thì nó sẽ làm tế bào phồng lên và ảnh hưởng đến kết quả. Thì thường á những cái vết thiết giáp thì chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp nhiễm hoa mai đi qua luôn. Sau khi chọc xong rồi thì sẽ dán cái miếng băng keo cá nhân lại lên trên cái vết chọc và cho bệnh nhân ngồi nghỉ chút xíu, dừng ngồi một chút xíu, nếu mà thấy bệnh nhân không có vấn đề gì đó, thì mới cho bệnh nhân ra về. Bây giờ là cái quy trình nhuộm cái papaniculou thì nó gồm có ba cái hóa chất chính là emoxicillin, OG6 và O50. Thì cái emoxicillin này là một cái dung dịch nó tan trong môi trường nước, và OG6 và O50 thì nó tan trong môi trường bột. Do đó trước khi vào quy trình nhuộm nó lấy tiêu hóa, lấy slide ra khỏi cái hành con đó thì chúng ta sẽ cho vào trong cái khay và rửa nước trước để cho cái nước nó ngấm đều vào trong cái slide. Sau khi nhúng nước rồi đó thì chúng ta sẽ cho vào trong cái dung dịch emoxicillin trong đầu phút. Khi kết thúc cái emoxicillin thì chúng ta sẽ lấy cái tiêu bản ra và rửa nước một lần nữa cho nó sạch cái thuốc nhuộm emoxicillin. Cái động tác này là kỹ thuật viên đang làm cái động tác rửa nước cho sạch cái emoxicillin trên cái slide. Và vì cái OG6 nó tan trong môi trường cồn, do đó phải cử nước đi vào cái dung dịch cồn từ nồng độ từ thấp đến cao là 70%, sau đó qua cồn 90%. Sau cái dung dịch này, sau cái giai đoạn này thì cái môi trường ở trên lam nó đã là môi trường thành con, do đó chúng ta sẽ cho vào trong cái dung dịch OG6. Chúng ta sẽ để cái giai đoạn OG6 này. Cái emoxicillin nó sẽ dưỡng nhân, nó cho cái nhân có màu tím, còn OG6 và 20 thì sẽ dưỡng trên màu tím.
kết thúc cái 2 phút trong vui rơi sáu thì chúng ta sẽ thấm bỏ ra cái giấy thấm lên nó bớt nên nó bớt cái màu vui rơi sáu đi và sau đó sẽ cho vào ăn con để rửa bớt cái thừa đây là cái giai đoạn thấm cho thô. Thì như vậy thì chúng ta sau đó thì chúng ta có thể đọc với kính điện vi thì đối với các nhân pháp nhân giáo theo cái nghiên cứu của bệnh viện chúng tôi thì có 74% đó là lành tính, 20% thì nó là tổn thương và khối tuyến, có 3% nghi ngờ và 3% ác tính, đó là cái nghiên cứu tại bệnh viện chúng tôi. Cái tổn thương và khối tuyến này đó thì nó chỉ 20%, nhưng mà cái đối chiếu với các giới và của bệnh đó, thì nó có thể là một cái tình trạng cái quá trình một cái quinula hay là một hoặc là một cái carcinom. Lý do đó cái này là một cái về cái tế bào học rất là không rõ ràng và cần phải xử lý để có xử lý tiếp theo. Thì đây là một cái hình ảnh của quinula bây giờ tức là tổn thương dạ dày nó có những cái tế bào tuyến giáp nó xếp thành những cái micro còn đối với những đối với cặp sinh nam nhú thì nó có hình ảnh rất là đặc trưng là nó có cấu trúc nhú còn tế bào nó thì nó sẽ có những cái rãnh những cái nếp gấp ở trên cái chiều dọc theo chiều dài của nhân và đặc biệt là nó có cái tinh hương sinh cái thể mùi ở trong nhân. Đây là hình ảnh carcinom tuyến giáp dạng nhú trên mô học. Thì do đó đây là cái bao nhiêu tay của bệnh viện chúng tôi thì đối với một cái nhân giáp sẽ làm cái như này là nếu mà ra ác tính thì mổ thì cái tỷ lệ ác tính này là 100%. Đối với những trường hợp nghi ngờ thì sẽ cắt bạc
sẽ chắc là thì cái tỷ lệ ác tính là 60%. Đối với cô Tula Nielsen, những cái tổn thương dạng quý tuyến này thì chúng tôi cũng chắc là và cái tỷ lệ ác tính vấn đề là 20%. Còn nếu mà lành tính thì điều trị nội khoa hoặc là mổ thì theo cái dân giác. Tôi sẽ trình bày cái báo cáo kết quả tế bào học theo hệ thống đa, theo hệ thống đa chúng ta. Thì theo hệ thống đa chúng ta này, nó sẽ chia ra làm 6 loại. Và trước khi tôi xếp loại đó, thì cần phải đánh giá cái tiêu chuẩn đạt của mẫu. Tiêu chuẩn đạt của nó là gì? Sẽ có chất sáng, sáng của tế bào, biểu mô tuyến giáp. Và mỗi cụm này sẽ có ít nhất là 10 tế bào. Xếp vào một cái loại, cái nhóm 1 thì gọi là cái nhóm không chẩn đoán hoặc là cái nhóm không đạt, thì hoặc là chỉ có dịch không, chỉ có dịch thôi, hoặc là không có tế bào, hoặc là máu nhiều, thì cái nguy cơ ác tính trong cái nhóm này là 1-4%. Thì đây là cái vết quá dày, trong đây là chỉ là máu thôi. Còn cái dưới hai cái hình dưới này đó là không đủ 6 đám tế bào, mỗi đám chỉ được 10 tế bào, thì chỉ có 1 đám này thôi mà không đạt. Cái nhóm này thì cũng là nhóm 1 thì nó có thực bào, nó có nhiều chất gieo giáp và nó có thì có thể đây là một cái nang giáp, nếu như biết được tâm sàng, biết được cái số âm và khi chọn chỉ là cái nhân giáp, chỉ là cái nang giáp mà sau khi hút không còn thì có thể xếp thứ 3 nhóm 2. Còn nếu mù nếu ra số âm chỉ tập lên tế bào thì cái hình ảnh này sẽ xếp vào nhóm 1 là không đạt hoặc là không thể chẩn đoán được. Và đến cái nhóm 2 là nhóm lành tính. Nhóm lành tính thì nó gồm có nhân giáp keo, nhân giáp giãn tuyến, rồi viêm giáp, viêm giáp các loại, viêm giáp Hashimoto, rồi viêm giáp bán cấp và những cái khác, thì cái nguy cơ ác tính trong nhóm này là 0.3%. Thì đây là một cái hình ảnh là một cái nang giáp thì có rất là nhiều thực bào, xen vào cái liên giật, cái bạch cầu. Một cái chân giáp keo, nhân giáp keo thì cái nền nó là giáp keo. Cái này lúc chọc thì mình có thể chẩn đoán được là cái nguyên nhân giáp keo, thì cái cách hút ra rất là đặc, có khi cái đích đi kim luôn nha, ngang cái cơ đặc và cái tế bào biểu mô tuyến giáp ở trong cái trường hợp này nó cũng rất là nhỏ, nó xíu. Đây là một cái bệnh giáp nhân. Trường hợp này cũng có tình tính là một cái nguyên giáp Hashimoto, nó có nhiều tế bào hết sâu, nó có cái nhân ở giữa và bào tương nó nhiều, trên nền một rất là nhiều nhân tế bào. Đây là một trường hợp được chẩn đoán là viêm giáp đờn gạch đen, thì nó có đại bào, còn lại là viêm giáp giả lao, thì nó có đại bào giống như đại bào bên trong. Một cái viêm giáp thông thường, viêm giáp không đặc hiệu, rất là nhiều nên không vào cái mẫu kết. Và tới nhóm 3 là cái nhóm mà không điển hình, không có ý nghĩa xác định, hoặc là tổn thương dạng quý giáp, tổn thương dạng quý tuyến, không có ý nghĩa xác định. Thì cái nguy cơ ác tính của nhóm này là 5-15%. Thì trong đây thì tất nhiên là cái tiêu bản nó phải đạt rồi. Và nó có rất là nhiều lắm, nó tế bào biểu mô tuyến giáp rất là nhiều, dày đặc. Và nhóm 4 là nghi ngờ tổn thương dạng quý tuyến, thì đặc biệt là trong cái của tế bào cơ cầu, thì cái nguy cơ ác tính trong nhóm này là 15-30%. Thì trong đây nó có tế bào nó dị dạng nhẹ. Tuy nhiên nó không thể xếp vào nhóm ác tính, rồi nó có cái gieo giáp rất là nhiều. Nhóm thứ 5 là nhóm nghi ngờ ác tính,
thì nghi ngờ này nó có thể là nghi ngờ của trà xin ông Thúy, của trà xin ông Dạc Thủy, của cái trà xin ông Nhi Trăng, của cái đơn cô ma. Thì nghi ngờ các tính trong nhóm này là 60-75%. Thì trong nhóm này đã thấy có những tế bào nó có đặc điểm của nhân các tính, nhưng mà ví dụ như nhân các tính của tuyến giáp là nó có cái khuôn, có cái rãnh ở trên cái nhân, hoặc là nó có những khu dân, có cái thể bùi của nhân, nhưng cái cấu trúc của nó không xếp thành dạng nhú, do nó không được phán là nhú được, mà chỉ là nghi ngờ thôi. Thì đây là một cái đặc tế bào của mỗi tuyến giáp, và nó có bất thường về nhân như đây rất là nhiều. Nó có những cái khuôn này, nó có cái trễ bùi trong nhân. Thì đặc điểm nhân này là nhân của cả sinh nhân tuyến giáp dạng nhú, nhưng vì nó không tạo thành cấu trúc nhú, do đó những bác sĩ tế bào học người ta sẽ xếp vào nhóm nghi ngờ. Cái nhóm 6 là nhóm ác tính. Nhóm ác tính thì khi rõ ràng là ác tính thì người ta sẽ chẩn đoán. Thì thường gặp nhất là nhóm là cả sinh nhân tuyến giáp dạng nhú, carcinoma điện hóa kém, carcinoma dạng tủy, carcinoma thoái sản, carcinoma tế bào gai, carcinoma Nhi Trăng, rồi lymphoma. Thì cái nguy cơ ác tính trong nhóm này là 97-99%. Thì tại sao nó không phải là 100% mà nó có 1-3%? Thì cái này nó không phải là cái sự bất tương hợp giữa tế bào học và mô bệnh học, mà là do nhiều yếu tố khác, do học sót chẳng hạn. Thì đây chúng tôi sẽ nhớ tới một trường hợp, chắc năm ngoái năm kia đó, thì ở bệnh viện chúng tôi có mổ một cái ca FNA là càng sinh nhân tuyến giáp, hình ảnh rất là rõ ràng, rất điển hình. Khi mổ ra thì phẫu thuật viên thì ta cắt nguyên cái thùy tuyến giáp, người ta gửi xuống khoa của mình. Thì ở bệnh viện chúng tôi đã đào tạo rất là kỹ, cắt một cái tuyến giáp thì phải xẻ những cái lát dày 2 mm. Thì các học trò chúng tôi cắt xong cái phôi vậy, cho nên phôi không có nhân, không có nhân giáp, không có cái nào mà sao mà ép lên đây đọc khó. Thì khi tôi qua tôi cầm bệnh phẩm lên, ngoài cái chuyện xẻ lát mình không thấy rồi, thì bốt từ lát, cái nhân giáp nó nhỏ xíu rồi, nó có 2 mm thôi, nó nằm lọt thỏm ở trong cái bề dày của lát cắt. Do đó nếu mà cắt không để ý là bỏ sót, thì có thể nếu cái này mà không xem xét kỹ có cắt được phẩm thì coi như là cái ép bên đây tập cà phê nông dối tuyến giáp là cái dư giả. Thì sẵn đây thì tôi cũng phải nói là các bác sĩ siêu âm ở Việt Nam rất là giỏi. Mà có cái ca này thì tôi nhớ không lầm là bác sĩ Bình Minh, là một cái nhân giáp 2 mm, khi mổ ra không thấy, nhìn sơ sơ không thấy, mà siêu âm thấy và đọc đúng trong cái đó để ra thì đó thì phải thật là tuyệt vời. Thì những cái ca mà âm tính giả từ 1-3% đó thì tôi nghĩ nó rơi vào những trường hợp đó, chứ nó không có sự bất tương hợp giữa tế bào và mô bệnh học như những cái trường hợp khác. Còn nếu như nó không có đủ cái cấu trúc nhú thì nó có thể là một cái adenom, vân vân. Thì đây là một cái cấu trúc nhú, cái hình của cấu trúc nhú mà 3 chiều, cấu trúc nhú 3 chiều. Thì khi thấy cấu trúc nhú 3 chiều này cộng thêm cái tế bào, nó có tế bào không đặc điểm của nhân, đặc điểm biết tổ nhân của cả nhú thì chắc chắn. Còn nếu trường hợp mà không có thấy, không có trường hợp thì phải xem xét bệnh phẩm lại một lần nữa. Một cái trường hợp mà là anaplastic carcinoma thì rất là dễ chẩn đoán, tế bào nó rất là dị dạng, thì cái này lâm sàng cũng giúp cho mình tới cái chẩn đoán này, là thường bệnh nhân lớn tuổi và có cái nhân giáp rất là cứng. Đối với cả sinh nhân tuyến giáp dạng tủy thì cái này thì hiếm gặp, tương đối hiếm gặp, nó không nhiều như là cả sinh nhân tuyến giáp dạng nhú, và nó hình thái
các tế bào cũng rất là đặc trưng, nó có cái amyloid, nó tiết giảm bộ cái này. Và tế bào của nó thì nó không tròn và nó hình thường nó dài dài và nhân của nó thì nó không có sáng, nó không có đậm mà nó có hình lưới tiêu, nó có hình ảnh lưới tiêu và có tế bào dị dạng. Thì sau đây thì tôi sẽ trình bày một cái ca để xem cái sự tương hợp giữa siêu âm và thì bệnh nhân này là bệnh nhân nam, 33 tuổi, tâm sàng là coi như không có gì cả, đi siêu âm tuyến giáp là để kiểm tra sức khỏe theo định kỳ. Thì đây là bệnh nhân là chưa siêu âm, cái kết luận mô tả là siêu âm tuyến giáp có thì phải thì có một nhân giảm âm nhẹ với hạt đỏ không đến thôi 5x8 mm, thì trái thì có một nhân giảm 50 đứng có nốt mi bôi, siêu âm đàn hồi đi cho là 4/5, SMI là 2/4, thay cô dày hơn cơ cực chuẩn, cứ nói bình thường thành phố hạt nhân không lớn, chất lượng nhân thì phải là TNF3, còn nhân thì trái là TNF4C và có đề nghị là sẽ là các nhân đây. Thì đây là hình ảnh siêu âm thì cái này do chụp tới chụp lui nó không có rõ, thì đừng để minh họa cho nhân thì trái nó có cái rồi bây giờ tới cái FNA không có làm FNA thì phải FNA nhân thì trái thì thấy đây là một cái tổn thương dạng cuối tuyến rất là nhiều tế bào là biểu mô nó xếp thành cái đó và tế bào thì nó không biến đổi nhiều. Trên cái mô bệnh học thì đây là một cái follicular adenoma, nó có giới hạn rất là rõ, tế bào đó là những cái gan tuyến lớn nhỏ. Thì như vậy nó sẽ có sự tương hợp giữa tế bào học và giải phẫu bệnh follicular lesion, nó sẽ ra cái tương đương với lại cái mô bệnh học là follicular adenoma, nhưng nó không có cái tương hợp với cái siêu âm nghĩ nhiều tới ác tính, nhưng mà cũng không khẳng định. Tuy nhiên có một điều thú vị là cái nhân truyền thể. Như vậy thì cái phần còn lại của cái mô tuyến giáp truyền trái thì là bình thường, không có gì hết. Là bệnh nhân chỉ có một cái tổn thương mà siêu âm thấy là cái nhân giáp đó và nó xét nghiệm là ra là polygra là nhân không ai. Còn ở bên phải cái nhân đó thì nó ra là papillary carcinoma. Mà cái thể này cái này thì nó không ra một cái nhân rõ ràng, trên lại thể không có nhân rõ ràng, chỉ có một cái nốt. Thì cái nốt đó, trên nốt đó nó có gì cắt ngay cái nốt đó thì nó có mô tuyến giáp bình thường, bên cạnh đó có một cái đám tế bào viêm và tế bào biến đổi theo kiểu carcinoma nhú tuyến giáp, nó có cái nhú có đủ tinh chất ở trong rõ ràng. Thì cái này được gọi là con thì Papillary carcinoma là carcinoma tuyến giáp dạng sơ. Thì như vậy sở dĩ là người ta không có dám nói cái nào trong cái nhóm nào nó chắc chắn là nó không đáng tính cả, vì do đó dù cái nhóm 1, nhóm 2 gì đó thì cũng có một cái tỷ lệ đáng tính nhỏ. Thì nói như là bệnh nhân này nhờ mổ cái nhân giáp bên trái thì mới tốt luôn cái nhân giáp bên phải. Còn nếu thấy là bệnh nhân được phát hiện ra một cái ung thư tuyến giáp sớm và như vậy thì coi như là bệnh nhân đã được điều trị khỏi điều này và cũng sẽ phải điều trị cái chiếu phóng xạ tiếp sau. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hồi xưa chúng ta có kiểu nhân đấu trên làm chúng ta tập cái giác không tự giác, mục đích là cái giác là để tìm ung thư hay không để mình không biết nhân đó là gì, còn cường giác thì khi mình sẽ điều trị cường giác cho nó khi mà nếu mà còn nhân giác thì mình sẽ làm cái chứ không có cái chỉ định trên cái nhân giác mà cường giác.
có cái gì? Chị là chị nói là nhiều nhân đúng không? Nhiều nhân mà nó có, nó có cường giác. Thì cứ nghĩ thì tôi bây giờ nói bên các bác sĩ nội tiết sẽ cho thêm ý kiến rồi. Theo tôi có thể là nhà nội tiết học về kế hoạch học thì những cái lúc khi mà làm cái thay thế mà cường giác thì chúng ta phải làm để cho điều trị hết cái đó, để hết cái cường giác trở về bình giác rồi thì để chị phân tích tìm cái bộ ung thư. Còn khi bệnh nhân có cường giác thì phải ưu tiên điều trị trước cái đó. Yes, the program is thì trong quá trình mà mình làm cái này ở đây có đánh giá các để giảm cái kết quả là cái ung thư giảm cái tuyến đó. Cô đi mà lên là các đó thì có khoảng từ 25% là bị mãn tính, còn lại là những cái ung thư lành tính. Như vậy thì là cô cho tụi em cái lời khuyên như thế nào để mà mình khi bệnh nhân làm nên mổ thì là như thế. Tốt nhất là những cái ca đó mình nên mổ và làm cái da sinh tiết lại. Tại vì cái đó nó có thể nó ác tính thì mình không biết là nó ác tính hay không. Tại vì cái tổn thương nó không đặc hiệu, mình không biết ác tính hay không. Do đó thì những trường hợp đó thì bệnh viện làm cái mổ và làm co đó thì làm cái da sinh tiết lại. Nếu mà ác tính thì mổ đầu tiên làm cái vụ ác tính. Em xin hỏi một câu nữa là qua cái trường hợp mà cô trình bày cái ca case report mà cô vừa mắc thì trên cái hệ thống máy siêu âm thì giống như của em cũng thường hay làm thì mình thấy là những cái tổ chức ung thư mà ác tính thì nó thường thường á nó cứ là 66% những trường hợp ung thư chính thì nó sẽ có một cái dấu hiệu không phải là ác tính mà dấu hiệu về siêu âm của trong cái giám tên là
And I would like to ask them more explanations about the previous question. Lastly, you can see my last slide of my presentation. If you see that the psychology is benign, then you see the features of the clinical based on the analysis and also based on the ultrasound and also based on the physical examination. If you prove to be this is a malignant, then you can repeat the MNA or you can repeat the ultrasound after about 12 months. But if it's in medium suspicion, then you can repeat after 12 or 24 months. And if it's low suspicion, then you can repeat the ultrasound after 24 months. I think this is from ATA, and you can use that guideline.